em còn xả áo khoác phao lông vũ ạ. Ngoài ra em xả áo khoác phao lông vũ. Ngoài ra thì em còn xả áo khoác phao lông vũ cho bé nữa nhá. Chị Lý Thúy ơi, chị chia sẻ lại này này cho em để em kiểm tra chốt đơn cho mình nhá. Rồi ok, chị lấy hai áo nhanh tay giùm em. Áo khoác phao lông vũ hôm nay cũng chỉ xả với giá là 35k thôi nhá. Áo khoác phao lông vũ hôm nay chỉ giá 35k thôi ạ. Mẹ nào đang xem livestream nhanh tay cho em xin một chấm nào. Áo khoác phao lông vũ đấy ạ. Áo khoác phao này bên trong lông vũ nhá, cực ấm và cực dễ chịu luôn. Hôm nay chỉ giá với giá là 35k thôi ạ. 35k một áo. Ok, chào chị Lê Huế, chào chị Quyên Thiện nhá. Chào tất cả các mẹ đang xem live của em. Chào chị Vi Oanh nào. Chào chị Thanh Thủy, Thanh Tâm Thủy nhá. Mẹ nào đang xem livestream chấm cho em xin một chấm vào. Tất cả là 35k hết ạ. Hôm nay xả 35k hết nhá. Rồi ok, chị Nguyễn Thị Hồng ạ, 15kg có luôn nhá. Chia sẻ đủ giùm em. Hai lần trên trang cá nhân và tối thiểu là 10 hội nhóm để em chốt luôn với giá 35k nhá. Rồi ok, chị Mì Bình nào. Ok, chị Mì Bình có 16 cân. Hôm nay nhà em đủ size bé từ 7 đến 32 cân ạ. Rồi ok, chị Vòi Quài. Ok, chị Huế Nguyễn nhá. Chỉ với giá 35k một áo khoác phao được móc lông vũ nhá. Áo khoác phao này được móc lông vũ bên trong cực ấm và cực dễ chịu luôn ạ. Siêu nhẹ và siêu ấm luôn cho cả bé trai và bé gái các chị nhá. Mùa đông này mặc áo phao cực thích luôn ạ. Áo khoác phao này được đặc điểm là nốt lông vũ nên là siêu nhẹ và siêu ấm nào. 35k dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ ạ. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm mà ai biết cho em nhá. Rồi áo khoác phao cả trai cả gái đều mặc được. Nhà em đủ size từ 7 đến 35 cân nhá. Độ à 32 cân ạ. Rồi ok, chị Trần Bảo nào thấy mình rồi. Ok, áo khoác phao bao nhiêu cân đây chị Như Ý Nê ơi, cho em xin cân nặng của bé nào. Ok, chị Vân Anh Nguyễn, ok chị Hồng Linh nhá. Mẹ nào đặt hàng vui lòng nhanh tay giùm em ạ, chia sẻ đủ cho em nhá. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và live cho em để em chốt về giá 35k được không ạ? Ok, chị Nguyễn Ni Ti ơi, em chốt cho rất là nhiều mẹ rồi, chị chia sẻ đủ để em chốt cho mình được không ạ? Rồi ok, chị Nguyễn Hoa 14 cân nhà em có nhá, đủ size, đủ số từ 7 đến 32 cân được không ạ? Cả bạn trai, bạn gái đều mặc được, chị Hoa Thảo ơi yên tâm nhá, 22 cân ok luôn chị ạ. Rồi áo khoác da và áo khoác kaki nốt lông cừu nhân tạo nhá. Áo khoác kaki được nốt lông cừu nhân tạo cực thích luôn nhá. Áo khoác kaki được nốt lông cừu nhân tạo đấy ạ. Bên trong được một lớp lông cừu nhân tạo rất là ấm áp và dễ chịu nhá. Hôm nay em cũng chỉ xả áo khoác kaki với giá 35k thôi. Và một like duy nhất hôm nay, không có like 2 đâu các mẹ ạ. Không có like 2 đâu nhá. Nên là mẹ nào đặt hàng thì tranh thử đặt hàng luôn cho em ạ. Chia sẻ đầy đủ hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm cho em nhá để em chốt nào. Đó ok, chị Nguyễn Thị Hồng áo khoác phao màu gì 15 cân đấy ạ? Ghi rõ màu giùm em nào mẹ ơi. Áo khoác phao 15 cân mặc đẹp nhá. Áo khoác phao đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân chị Hoàng Lý nhá. Ok, chị Sa Sa Hoài Thu. Dạ nhà em hôm nay xả 3 loại là loại áo khoác kaki, áo khoác da và áo khoác phao nhá. Ok, chị Hiền Phạm nào mình chia sẻ đủ cho em để em chốt chị Hiền Phạm nào. Ok, chị Mì Gia Đinh 16 cân đen bạn ơi. Rồi ok, 16 cân rồi ok, chị Mì Đinh chia sẻ đầy đủ giùm em để em chốt nào. Ok, anh Thư size 10 cân đúng ạ. Ok chị luôn nhá. Áo khoác kaki này bên trong được lót lông vũ, được lót lông cừu nhân tạo nhá. Sẽ cực ấm áp và dễ chịu luôn ạ. Mặc mùa đông này cực thích luôn nhá. Siêu phẩm của mùa đông năm nay đấy ạ. Rồi nhanh tay giùm em xả với giá nào. Xả với giá chỉ 35k thôi. Một like duy nhất dành cho mẹ nào chia sẻ đủ hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và hai bếp cho em. Ok, chị Hà Xù Xù chia sẻ đầy đủ để đặt hàng luôn cho em. Áo khoác phao xanh đen 13 cân. Ok, chị chia sẻ đủ để em chốt nhá. Thấy Hà Xù Xù rồi ạ. Đúng rồi, 35k hết ạ. Hôm nay xả với 35k hết ạ. Và các mẹ ơi, em thông báo là chỉ có một like thôi, nên là các mẹ tranh thủ chia sẻ đủ giùm em để em chốt nhá. Chỉ có một like thôi, không có like 2 đâu. Nên là các mẹ đặt nhanh không là hết là tiếc lắm mẹ. Ok, chị Lý Thủy nhá, 6 cân có luôn chị ơi. 6 đến 7 cân đều mặc được nhá. Từ 6 đến 32, từ 7 đến 32 cân là ok luôn ạ. Rồi 9 cân ok Kim em ơi, mình đặt mình chia sẻ đủ và cho em số điện thoại nào Kim em ơi. Ok chị Hoàng Trang nhá. Ok Mai Huỳnh nào, Mai Huỳnh chia sẻ đủ để em chốt cho chị Mai Huỳnh nhá. Rồi ok chị Nguyễn Hoa, hai áo khoác phao màu gì ghi rõ màu giúp em chị Nguyễn Hoa ơi. Chị Nguyễn Nhung cho em xin cân nặng của bé 33 cân ạ. Chị ơi chỉ đến 32 cân thôi, tiếc quá chị ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thủy nào 12 cân chia sẻ đầy đủ để chốt. Ok Minh Thư nhá. Minh Thư đặt áo khoác da cho bé 10 cân màu gì ghi rõ màu giúp em đi nhá. Rồi mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em, hiện tại các mẹ chia sẻ đủ thì mới chốt thôi, còn mẹ nào chia sẻ thiếu không được chốt. Ok lấy hai áo được, tối đa mình mua được 5 áo nhá. Còn để cho các mẹ khác nữa. Ok chị Đỗ Hương nào. Rồi chị Nguyễn Vân chia sẻ đầy đủ rồi, có thể đặt hàng luôn cho em ạ. Áo khoác kaki được nốt lông cừu nhân tạo bên trong nhá. Cực ấm áp và dễ
chịu luôn. Hôm nay chỉ xả với giá 35k đấy ạ. Một like duy nhất xả mạnh nhá. Hôm nay mẹ nào chia sẻ trên 30 hội nhóm em miễn ship về tận nhà luôn. Hôm nay mẹ nào chia sẻ trên 30 hội nhóm em sẽ miễn ship về tận nhà luôn nào. Xả với giá là 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nhá. Áo khoác kaki được nốt lông cừu nhân tạo cực đẹp luôn. Ok chị Oanh Nưu nào. Oanh Nưu ơi, mình lấy áo khoác ra cho bao nhiêu cân cho em xin cân nặng. Ok chị Nguyễn Dung. Ok chị Giọt Sương mong manh nhá. Áo khoác kaki được nốt lông cừu nhân tạo đấy ạ. Cả bé trai bé gái đều mặc được mẹ nhá. Cả bé trai bé gái đều mặc được. Và chỉ một nai hôm nay thôi, không có nai hai đâu, nên các mẹ đừng bỏ lỡ cơ hội này nhá. Chia sẻ đầy đủ giùm em nào. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và nai bé cho em. Áo khoác kaki này được nốt lông cừu cực đẹp luôn nhá. Lông cừu được lông cừu nhân tạo ạ, cực mềm mại và dễ chịu. Cả bé trai bé gái đều mặc được nào. Chị Nguyễn Doanh ơi, đặt hàng luôn cho em không hết nhá. Đó, ok chị Bích Phương ạ. Ok chị Bích Phương nào. Các mẹ chia sẻ đầy đủ giùm em. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và live bet cho em nhá. Mẹ nào chia sẻ đủ thì em mới chốt, mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt được đâu ạ. Ok chị Nguyễn Vân, áo da đen 11 cân. Áo da đen này được thiết kế là chất da dẻo, không bong không chóc ạ. Được thiết kế là chất da dẻo, không bong không chóc nhá. Đảm bảo cho các bé đi nắng đi mưa thoải mái, không bị bong chóc các mẹ nhá. Xả với giá là 35k một áo khoác da. Xả với giá là 35k một áo khoác da, cả nam cả nữ đều mặc được đấy ạ. 35k một áo khoác da, cả nam cả nữ đều mặc được nào. Mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đầy đủ giùm em. Hai lần trên trang cá nhân và tối thiểu là 10 hội nhóm nhá. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi. Mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt được đâu ạ. Rồi chia sẻ đủ cho em là đặt hàng luôn đâu. Để chị Hồng Hạnh ơi, áo khoác da này 35k luôn đi ạ. Xả rộng giá một nai hôm nay thôi, không có nai hai nhá. Em thông báo với các mẹ là em không có nai hai đâu ạ. Các mẹ nhanh tay chia sẻ đủ giùm em. Ok chị Thảo My chia sẻ đầy đủ rồi, đặt hàng luôn cho em. Ok chị Nguyễn Dung, ok chị Voi Quài ơi. Voi Quài ơi, thông cảm là hiện tại em đang rất là nhiều khách ạ. Chị thông cảm giùm em nhá, chia sẻ đủ giùm em để em chốt luôn được không ạ? Áo khoác phao Nông Vũ ạ. Áo khoác phao này được ngon Nông Vũ nha các chị nhá. Với giá là 35k một áo. Ok chị Huyền Quài nào, đặt hàng cho em nhá. Rồi ok chị Nguyễn Tuyên ạ. Rồi chị lấy hai áo khoác phao Nông Vũ chia sẻ đủ giùm em để em chốt nào. Mẹ em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ. Ok chị Yến Nhi nhá. Áo khoác da cho bé 13 cân. Ok chị ok chị chia sẻ đầy đủ giùm em nào. Mẹ nào đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em mới chốt. Mẹ nào chia sẻ thiếu không chốt được nhá. Áo khoác phao này được nốt lông vũ, bên mũ được nốt lông nhá. Rồi xả với giá là 35k một áo thôi ạ. 35k một áo khoác phao dành cho mẹ nào chia sẻ đủ nào. Áo khoác phao này được nốt lông vũ cực đẹp luôn, xả với giá 35k một áo đấy ạ. 35k cả trai cả gái đều mặc được. Đây là màu xám nhá, màu đỏ đấy ạ. Cả trai cả gái đều mặc được nhá. Được nốt lông vũ nào, 35k dành cho mẹ nào chia sẻ đủ cho em ạ. Hai lần trên trang cá nhân, tối thiểu là 10 hội nhóm và live bet cho em. Ok chị Ngọc Nhân chia sẻ đầy đủ rồi, có thể đặt hàng luôn cho em nhá. Rồi đặt hàng hai chia sẻ đầy đủ cho em đi ạ, để em chốt nhá. Chị Ngọc Vân ạ. Ok chị Nguyễn Doanh ạ, áo khoác da 25 cân. Ok chị Subin ạ, áo khoác da đen 15 cân. Ok chị chia sẻ đầy đủ rồi, đặt hàng luôn cho em chị Nguyễn Ti Ti nhá. Rồi các mẹ đặt hàng vui lòng cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại ạ. Rất là nhiều mẹ thiếu số điện thoại không chốt nhá. Mẹ nào cho em đầy đủ cân nặng và số điện thoại em mới chốt. Size lớn nhất là 32 cân một áo ạ, 32 cân nhá. Còn có màu đen nữa các chị ơi, áo khoác phao lót lông vũ đây ạ. Siêu nhẹ siêu ấm luôn nhá. Siêu nhẹ siêu ấm luôn, chỉ mặc một áo thôi, không cần mặc nhiều mùa đông này luôn ạ. Rồi ok, nhanh tay chia sẻ đủ giùm em, đủ size từ 7 đến 32 cân. 17 cân có luôn nào. Đủ size từ 7 đến 32 cân, áo khoác phao lót lông vũ cực ấm nhá. Rồi cực ấm và cực nhẹ luôn. Ok chị Nữ Nguyễn chia sẻ đủ rồi, đặt hàng cho em nào. Ok chị Oanh Nưu, ok chị Quầy Sammy nha. Rồi đặt hàng nào, chị Hoài Thu ơi chia sẻ đủ giùm em. Hoài Thu chia sẻ thiếu không chốt đâu ạ. Rồi ok chị Vũ Thủy chia sẻ đồ đặt hàng cho em ạ. Rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu em sẽ không chốt nhá. Áo khoác phao được nốt lông vũ đấy ạ. Áo khoác phao nốt lông vũ xả với giá là 35k một áo hôm nay thôi. Một like hôm nay và không có like hai. Mẹ là đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ giùm em để em chốt nào. Ok chị Mai Hoàng 30k cho em số điện thoại nha Mai Hoàng ơi. Rồi ok ông nội nào, mình đã chia sẻ cho em số điện thoại nào ông nội ơi. Mẹ nào đặt hàng chia sẻ đủ giùm em và cho em số điện thoại nhá. Áo khoác phao nông vũ cực đẹp luôn. Ok chị Nguyễn Tuyên nào. Ok chị Liên Kim ạ, Liên Kim ơi có nhá. Chờ em một tí chị Liên Kim nhá. Rồi từ 7 đến 32 cân áo khoác da đi ạ. Các mẹ chia sẻ thiếu em không chốt đâu, em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nào. Ok chị Dạ Sĩ Tuyến chia sẻ đầy đủ rồi, đặt hàng luôn cho em đi ạ. Áo khoác da này đủ size đủ số từ 7 đến 32 cân nhá.
xào với giá là 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đủ nào. Mẹ nào chia sẻ thiếu không chốt nha mẹ nhá. Rồi ok, áo khoác màu đỏ rồi, ok. Áo khoác màu đỏ chị ơi em vẫn còn nha, em vẫn hiện tại em vẫn còn nhá. Nhanh tay giùm em với giá là 35k một áo khoác kaki lót nông cừu nhân tạo đấy ạ. Áo khoác kaki này được lót nông cừu nhân tạo với giá là 35k đủ size từ 7 đến 35 cân dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nào. Hai lần trên trang cá nhân tối thiểu là 10 hội nhóm và ai biết cho em ạ. Áo khoác kaki lót nông cừu nhân tạo xào với giá 35k một áo nhá. 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ ạ. Hai lần trên trang cá nhân tối thiểu là 10 hội nhóm và ai biết cho em nhá. Mẹ nào chia sẻ đủ thì mới chốt được, mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt đâu ạ. Hiện tại có rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu. Chị Ngọc Nga Ngọc ơi đồng giá 35k. Ok chị Liễu Trần, ok chị Tí Mai, ok chị Giang Giang nào. Chị Giang Giang ơi 35k nhá. Ok chị Như Vi nào. Chia sẻ đầy đủ giùm em ạ. Rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu. Ok chị Châu Anh Bình nhá. Ok chị Châu An Bình nào. Ok chị Mí Nhị ạ. Áo khoác phao xả 35k hết ạ. Hôm nay xả 35k không có giá khác nhá. Rồi chia sẻ đủ giùm em. Chị Nguyễn Hoa ơi chia sẻ thiếu không chốt đâu Nguyễn Hoa nhá. Rồi ok Đỗ Hương ạ. Đỗ Hương chia sẻ đủ giùm em đi ạ. Chia sẻ thiếu không chốt được đâu các mẹ ơi. Chia sẻ đầy đủ giùm em ạ. Hai lần trên trang cá nhân tối thiểu là 10 hội nhóm bạn ai biết cho em nhá. Áo khoác kaki nốt nông cừu hôm nay chỉ xả với giá 35k thôi ạ. Áo khoác kaki nốt nông cừu nhân tạo xả với giá 35k nào. Dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ ạ. Cả trai cả gái đều mặc được luôn áo khoác kaki nốt nông cừu này, nông cừu nhân tạo. Ok chị Trần Thảo ạ. Em nhận được hàng áo kaki đồ đẹp à, rồi ok chị nhận được hàng áo kaki đồ đẹp nắm, cảm ơn chị luôn nhá. Rồi đặt hàng áo kaki nốt nông cừu này nhanh tay dùm em ạ. Xả với giá 35k một áo. Cả nam cả nữ đều mặc được. Ok chị Bùi Thị Mỹ Dung chia sẻ đủ dùm em. Bùi Thị Mỹ Dung ơi. Ok chị Oanh Vân ơi đã chia sẻ rồi đặt hàng luôn cho em nhá. 35k một áo khoác kaki nốt nông cừu 12 cân mặc đẹp luôn chị ơi. Nhà em đủ size từ 7 đến 32 cân cơ ạ. Rồi ok chị Quý Ni học lớp 2 ok luôn đặt luôn cho em đi ạ. Ok chị Subin đặt hàng vui lòng chia sẻ đủ dùm em nhá. Các mẹ chia sẻ đủ dùm em mới chốt ạ. Rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu là em sẽ không chốt đâu ạ. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi ạ. Vì hôm nay em giảm rất rẻ rồi nhá. Hôm nay chỉ có 35k thôi nên là em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi. Các mẹ nào chia sẻ đủ thì em mới chốt nào. Áo khoác da xả với giá 35k một áo khoác da nhá. 35k một áo khoác da đủ size từ 7 đến 32 cân. Ok chia sẻ đầy đủ rồi đặt hàng luôn cho em. Chị Kiki ơi, chị Cly ơi đặt hàng luôn cho em đi ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt. Ok chị Nguyễn Vân nào. Mình Hoa Đỗ ơi chia sẻ đủ rồi đặt hàng nhá. Ok chị Trần Thị Trung Diệp nào, Trần Thị Hiệp Trung nhá. Mẹ nào đặt áo khoác da vui lòng chia sẻ đủ em mới chốt, chia sẻ thiếu không chốt đâu ạ. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi ạ. Áo khoác phao nốt lông cừu xả với giá 35k một áo nhá. 35k một áo dành cho mẹ nào chia sẻ đủ đi ạ. Rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu em sẽ không chốt đâu nhá. Rất là nhiều mẹ hiện tại rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu đoạn. Áo khoác phao được nốt lông vũ đấy ạ. Áo khoác phao nốt lông vũ xả với giá 35k một áo nhá. 35k một áo khoác phao lông vũ dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nào. Hai lần trên trang cá nhân tối thiểu là 10 hội nhóm và ai biết cho em ạ. Áo khoác phao nốt lông vũ đấy ạ. Nó lông vũ này cực ấm nha, siêu nhẹ và siêu ấm luôn, xả với giá 35k nào. Ok chị Nguyễn Vân đặt hàng mua cho em đi chị Nguyễn Vân ơi. Rồi nhanh tay giùm em ạ, nhanh tay giùm em. Có rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu này em sẽ không chốt được nha. Em chỉ chốt cho mẹ nào chia sẻ đủ thôi nào. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em để em chốt nha. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em nào. 2 phút cuối cùng nha, mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung để em chốt nha. 6 cân có chị ơi Thủy Trang đặt hàng luôn cho em nào. Ok chị Nguyễn An Phù ạ. Rồi mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn, mẹ nào chia sẻ thiếu này em sẽ không chốt đâu ạ. Một nay duy nhất thôi, mẹ nào chia sẻ thiếu em không chốt nhá. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em ạ. Mẹ nào chia sẻ trên 30 hội nhóm được miễn ship toàn quốc. Ok chị Bảo Long đặt hàng luôn cho em đi ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung cho em 2 phút cuối cùng nhá. Không là em sẽ không chốt cho mẹ nào chia sẻ thiếu đâu ạ. Chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung ngay cho em ạ. Mẹ nào vừa vào thì chia sẻ cho em 2 lần trên trang cá nhân tối thiểu là 10 hội nhóm cho em nhá. Các mẹ làm đủ các bước em mới chốt nha. Rồi áo khoác phao xả 35k dành cho mẹ nào chia sẻ đầy đủ nào, nhanh tay giùm em nhá. Áo khoác phao đầy đủ xả trai cả gái đều mặc được ạ. Rồi ạ, bây giờ em sẽ tiếp tục xả hàng với áo ngóc bò nông cừu nhá. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nào. Rồi ôi sập. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em rồi. Ok trời ơi, mất một cái rồi. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nào. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nhá. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn ạ. Bây giờ rất là nhiều mẹ đang chia sẻ thiếu em sẽ không chốt được đâu ạ. Mẹ nào chia sẻ thiếu là em sẽ không chốt được nhá. Nên là các mẹ nào chia sẻ thiếu chia sẻ bổ sung luôn cho em ạ. Bây giờ em dừng lại để kiểm tra nhá. Bây giờ em sẽ dừng lại để kiểm tra chốt đơn cho mẹ sau ạ. Chốt đơn các mẹ từng mẹ một nhá. Bây giờ em sẽ xả áo bò nó nông và quần bò đi ạ.
Áo bò lót lông này xả với giá 130 một áo bò lót lông ạ. 130 một áo bò lót lông, mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. 130 một áo bò lót lông nhá. 130 một áo bò lót lông đây ạ. Đặt hàng nhanh tay giùm em. 130 một áo bò lót lông. Quần bò 101 một quần. Mẹ nào mua 2 quần em giảm giá quần 99 nhá. 99k nhá. Quần bò 101 một quần. Mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k một quần đấy ạ. Áo bò lót lông 130 nhá. Rồi mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nào. Mẹ nào đã chia sẻ đầy đủ rồi thì dừng lại cho em để bên em chốt đơn nhá. Bên em sẽ nhắn tin hoặc gọi điện để chốt đơn cho mẹ nào chia sẻ đủ ạ. Các mẹ dừng lại không comment nữa nhá, để em chốt đơn cho các mẹ nào chia sẻ nhá. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục xả đi ạ, xả áo khoác bò xả với giá nào. Áo khoác bò này em xả với giá 130 một áo khoác bò, đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. Rồi ok, quần bò này 101 một quần. Mẹ nào mua 2 quần em giảm luôn còn 99k một quần. Ok, chị Phạm Hương Lý nào lấy áo khoác bò cho bé bao nhiêu cân ạ? Rồi đây ạ, quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k nhá. Quần bò 101, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k. Ok, chị Lê Nguyễn ạ, chị lấy áo khoác bò lót lông bao nhiêu cân chị ghi rõ giùm em, chị Lê Nguyễn nhá. Áo khoác bò xả với giá là 130 một áo khoác bò. Áo khoác bò này được lót lông cừu nhân tạo nhá. Áo khoác bò này được lót lông cừu nhân tạo. Ok, chị Võ Thu Loan ơi, bên em sẽ kiểm tra và chốt đơn cho mình. Ok, chị Cao Thị Huế ạ, rồi bên em sẽ kiểm tra và chốt đơn cho mình. Chị Huế Nguyễn ơi, chị lấy áo bò lót lông cho bé bao nhiêu cân ghi rõ giùm em, cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nhá. Áo khoác bò được lót lông cừu nhân tạo đây ạ. Hôm nay em chỉ xả với giá là 30k thôi ạ. Em chỉ xả với giá là 130 một áo nhá, 130 một áo. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k. Quần bò này bán 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k. Đây là một quần bò thường chị Hoàng Nguyễn nhá. Ok, chị lấy 2 quần cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số thoại. Quần bé trai 26kg chị Trâm Thùy ơi, chị lấy 1 quần hay 2 quần ghi rõ giùm em nhá. 1 quần là 101, mẹ nào mua 2 quần em sẽ giảm giá còn 99k nào. 1 quần là 101, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k một quần nhá. Quần này đủ size từ 7 đến 28 cân ạ. Quần này đủ size từ 7 đến 28 cân, mất một cái kia này. Ok nào, áo khoác bò 130 một áo khoác bò nha. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. 130 một áo khoác bò, mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em nhá. Áo khoác bò này xả với giá 130 một áo ạ. Đặt hàng nhanh tay giùm em nào. Ok, chị lấy 2 áo. Áo khoác bò này được lót lông cừu nhân tạo nhá. Cả bé trai bé gái đều mặc được ạ. Chị Huyền Sang ơi, áo khoác phao hiện tại em đã xả hết rồi chị ơi. Áo khoác bò và 2 quần. Ok, chị Huệ Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Huệ Nguyễn ơi. Áo khoác phao hiện tại đã còn hiện đắp và chỉ còn màu xám thôi chị Thủy Dung ơi. Rồi mẹ nào đặt hàng quần bò 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k chị Mai Hồng Hạnh nhá. Mẹ nào mua 2 quần em sẽ giảm giá còn 99k thôi ạ. Rồi quần jean 26 cân bé trai mặc đẹp luôn chị Hương Thu ơi. Chị Hương Thu ơi, 26 cân mặc đẹp nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Quần bò là 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k nhá. 2 quần 16 cân, ok chị Thủy Tiên Phạm cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. 33 cân không quần, quần bùa này đủ size từ 7-26 cân. Chị Thảo Trang nào bé 15 cân cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Quần bùa 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k một quần. Áo bùa này có 8 cân nhá. Chị Thủy Tiên Phạm ơi, có 8 cân ạ. Áo khoác bùa rồi, ok chị Dân Hồ, một áo khoác bùa cho em xin đầy đủ số điện thoại chị nào chị Dân Hồ ơi. Áo khoác bùa đủ size từ 7-26 cân nhá. Áo khoác bùa lót lông đủ size từ 7-26 cân đi ạ. Đủ size từ 7-26 cân. Áo khoác bò được lót lông cừu nhân tạo nhá. Rồi quần bò 101 một quần ạ. Quần bò 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần thì em giảm giá còn 99k trên quần ạ. Quần này đủ size từ 7-28 cân. Ok, áo bò lót lông 6 cân, chị Lê Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Lê Nguyễn ơi. Rồi ok, chị lấy 4 áo cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Lấy 4 áo bò. Chị Phan Xuân Thức ơi 20 ký vừa nhá. 20 ký vừa nào. 2 quần 16 cân, chị Thân Nguyễn cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Rồi ok, chị Như Huỳnh Như nằm một áo khoác và 2 quần, chị Huỳnh Như cho em xin đầy đủ số điện thoại để chị Huỳnh Như ơi. Chị Huỳnh Như cho em xin đầy đủ số điện thoại hoặc địa chỉ nhá. Áo khoác bò xả với giá là 130 một áo được lót lông cừu nhân tạo ạ. Áo khoác bò 130 một áo khoác bò được lót lông cừu nhân tạo nhá. Nốt cột là bao nhiêu cân chị ơi? Quần này đủ size từ 7-28 cân. 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k nhá. 101 một quần ạ, mẹ nào mua 2 quần là em giảm giá còn 99k một quần nhá. Rồi 9 ký có chị ơi, cả áo cả quần 9 ký có chị Bình Cô Te Phan nhá. Áo 9 ký quá cho mình một áo khoác bò màu xanh 13 ký nhé. Rồi ok nào. Ok chị Khánh Ni Nguyễn Thị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Khánh Ni Nguyễn Thị nhá. Quần bò này là quần bò dày dặn co giãn và không phai màu mẹ. Thanh Lý nhá, quần bò dày dặn co giãn và không phai màu ạ.
101 một quần, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k một quần thôi ạ. Rồi, cả trai cả gái đều mặc được. Ok, chị lấy 4 quần cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Oanh Niu ơi, chị lấy 2 quần cho bé bao nhiêu cân, chị cho em xin cân nặng cộng số điện thoại nhá. Chị Thu Trang Nguyễn ơi, 25 cân có, chị đặt mẫu gì ghi rõ giùm em đi ạ. Áo khoác bò này chỉ đến 26 cân thôi. Chị Đỗ Hương ơi, không có 30 cân đâu ạ. Áo khoác bò là 130 nhá. Áo khoác bò được lót lông cừu nhân tạo đấy ạ. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay đúng luôn ạ. Rồi ok ạ, đặt hàng cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nha chị nhá. Rồi, quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần thì em giảm giá còn 99k nhá. Quần bò 101 một quần, chị Tường Vita ơi, chị lấy áo khoác bò bao nhiêu cân, chị cho em xin cân nặng cộng số điện thoại nào. Chị Như Huỳnh cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Cho em xem bộ bò đen ạ. Bộ bò đen nhà em có bộ bò riêng chị Thu Trang Nguyễn nhá. Bộ bò này xả với giá là rồi ok, chị lấy 2 bộ đúng ạ. Mua dạ không ạ, áo này em đã giảm kịch sàn rồi nhá. Áo này em đang giảm kịch sàn rồi. Ok chị Diệp Phan cho em, ok chị Diệp Giang ở Phú Yên nào. Chị Oanh Nưu lấy 2 quần cho bé 23 cân cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Rồi quần của bé gái 20 cân mặc đẹp luôn ạ. Quần này đúng size từ 7 đến 28 cân nhá. Quần này bé gái 20 cân. Chị Thanh Phụng ơi, có bé gái 20 cân luôn nhá. Quần này 101 một quần ạ. Rồi chị Trần Trung Hiệp ơi, bên em kiểm tra và sẽ chốt đơn cho mình nhá. 101 một quần ạ. Mẹ nào mua 2 quần 99k một quần thôi ạ. Áo này xả với giá 130 một áo khoác nhá. Áo này xả với giá 130 một áo khoác đây ạ. Đặt hàng nhanh tay giùm em. Áo bò này xả với giá 130 chị mút mít nhá, xả với giá 130. 3 tháng là bao nhiêu cân cho em xin cân nặng đi ạ. Quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần thì em giảm giá còn 99k một quần ạ. Quần này cả trai cả gái đều mặc được chị Anh Lưu ơi. Rồi ok, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Quần của bé gái 20 cân có, chị Thanh Phụng ơi, quần này đúng size từ 7 đến 28 cân nhá. Rồi ok ạ, chị mua 2 bộ cả quần ạ, 2 bộ cả quần nữa được miễn phí ship toàn quốc chị Tuần Trang nhá. Với giá nào 2 bộ 2 quần 260 và 400 chưa được. Và 300 chưa được, chưa được. À được rồi chị ơi, chị Trần Trang ơi, được rồi nhá. Là 560 và được mình được miễn ship về tận nhà chị Tuần Trang nhá. 560 và được miễn ship về tận nhà rồi. Ok chị Huệ Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Rồi được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Rồi ok chị ăn nụt, chị Anh Nụt ơi, 6 đến 7 cân có luôn. Ok chị Tuệ Minh Phạm cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Rồi áo khoác bò xả với giá là 130 một áo khoác bò, đặt hàng nhanh tay. Ok chị Nguyễn Dương cho em xin đầy đủ địa chỉ. Thấy Nguyễn Thị Dung rồi nhá. Quần áo bò là 130 và quần bò là 101 một quần. Mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k. Cả nam cả nữ đều mặc được ạ. 2 bộ là 460 ạ. Đâu phải đâu ạ. 2 bộ đâu phải 460 đâu. À, đúng rồi. Hai bộ non đông là 460. Hai bộ non đông là 460 đúng rồi chị ơi. 460 thì vẫn chưa được miễn phí ship chị nhá. Thế là chị đang tính hai bộ gì? Mình thấy làm sao đấy? Chị kia là chị tự nhiên kéo xong rồi tự nhiên nó cũng cúc nguồn luôn. Rồi ạ, nhanh tay giùm em ạ. Áo khoác này với giá là áo khoác dạ ép hàn xả với giá là 99k nhá, kéo rất nhiều. Áo khoác ép hàn với giá 99k một áo khoác ép hàn. Chị Hương Vũ ơi, áo khoác Vin có 25 cân đây chị Hương Vũ ơi. Áo khoác Vin có 25 cân, chị Hương Vũ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào Hương Vũ ơi. Chị Đỗ Hương cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Rồi ok chị ơi, quần bò 18 cân mặc đẹp chị ơi, quần bò 18 cân mặc đẹp luôn nhá. Rồi chị có bộ bò bé trai 18 cân có chị Nương Kiều ơi. Rồi quần bò này 101 một quần ạ. Mẹ nào đặt 2 quần xả còn 99k một quần nhá. Áo bò đấy bao nhiêu? Áo bò này nhà em đang xả với giá 130 được lót lông cừu nhân tạo nhá. Áo bò xả với giá 130 được lót lông cừu nhân tạo đi ạ. Áo bò lót lông 130 được lót lông cừu nhân tạo, nhanh tay giùm em ạ. Rồi ok chị ơi, 130 thôi được lót lông cừu nhân tạo nhá, từ 7 đến 26 cân. Chị lấy 2 áo cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nhá. Quần 30 cân không còn đâu ạ. Mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Chị Minh Nguyệt Vũ ơi, áo khoác này với giá là 130 chị Minh Nguyệt Vũ nhá, từ 7 đến 26 cân. Áo khoác bò 13 cân chị Góc Nhỏ Bình Yên cho em xin đầy đủ địa chỉ được không ạ? Rồi ok, chị lấy 2 quần bò và 2 áo khoác bò đúng không ạ? Chị cho em xin đầy đủ số điện thoại chỉ nhá. Áo khoác bò này chỉ xả với giá 130 thôi và bên trong được lót lông cừu ạ, lông cừu nhân tạo cực mềm mại và dễ chịu nhá. Rồi áo khoác dạ ép hàn này xả với giá 99k một áo khoác dạ ép hàn được không ạ? Áo khoác dạ ép hàn này 99k. Bé 11 cân chị Huy Hoàng ơi, bé 11 cân mặc vừa áo này luôn chị Huy Hoàng nhá. Áo khoác Vin
có 11 cân mặc 11 cân mặc vừa áo này luôn chị Huy Hoàng ơi. Ok chị Dạ Hường Nguyễn ạ, áo khoác đi 20 cân ạ với giá 130 nhá. Hai quần đi là 99k. Mình lấy hai quần là 200 thôi chị. Dạ Hương Nguyễn Thị cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Quần bò này là quần bò thường không phải quần bò nóc nông chị Nguyễn Dung nhá. Và em có 25 cân chị Nguyễn Dung nào. Ok chị Bình Cô Te Fan cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Rồi ok hai áo giống nhau không ạ? Hai áo này y như nhau nhá chị Hương Vũ ơi, y như nhau luôn ạ. Hai áo này không khác gì nhau, chỉ khác màu thôi. Bé 25kg có, 30kg không có đâu Hà Hoàng ơi. Rồi chị lấy 4 áo cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Lấy 4 quần bò đúng không ạ? Ok, lấy 4 quần bò nào chị Diệp Phạm cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. 2 chiếc 12 cân, 1 chiếc 13 cân và 1 chiếc 20 cân. Ok chị Diệp Phạm ạ. Chị Diệp Phạm cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Diệp Phạm ơi. Cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Ok Hương Trần, áo khoác bò 14 cân nha shop. Ok Hương Trương cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Chị Diệp Phạm cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nha chị Diệp Phạm ơi. Rồi ok, chị lấy 4 quần luôn đúng không ạ? Chị lấy 4 quần cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Áo khoác dạ xả với giá 99k một áo khoác dạ đi ạ. Áo khoác dạ xả với giá 99k một áo khoác dạ nhá. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Áo khoác dạ này xả với giá 99k. Rồi ok, đổi đơn chị Diệp Phạm ơi, chị kiểm tra chị Diệp Phạm đơn áo bò mới đặt kìa. Rồi nhanh tay rồi mẹ. Ok chị Diệp Phạm kiểm tra luôn chị, mẹ khen. Rồi ok áo khoác dạ này có 7 tuổi là bao nhiêu cân chị ghi gõ giùm em lấy một bộ. Rồi ok chị Bình Cu Tia Phạm. Ok chị Bình Cu Tia Phạm. Rồi ok chị ạ. Dạ không chị ơi, đơn hàng trên 500k mới được miễn phí ship nhá. Chị chọn thêm một sản phẩm nữa sẽ được miễn phí ship nhá. Chị Bình Cô Te nhá. Ok nhanh tay giùm em, quần bò của em là 101 một quần. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k. Chị ơi 7 ký áo khoác dạ mặc đẹp luôn chị dâu đỏ ơi, 7 ký áo khoác dạ mặc đẹp luôn nhá. Hai màu vì rồi hai đứa sinh đôi chị chọn luôn hai màu giống nhau đi chị Hương Vũ ơi. Chị chọn hai màu giống nhau đi, em lấy y như nhau luôn nhá chị Hương Vũ nhá. Rồi chị đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Áo khoác dạ, áo khoác bò này xả với giá 130 đủ size từ 7 đến 26 cân. Áo khoác dạ này xả với giá 99k một áo khoác dạ đi ạ. 99k một áo khoác dạ từ 7 đến 30 cân. Từ 7 đến 30 cân áo khoác kaki màu vàng 15 đến 16 cân 130 chị Việt Công nhá. Chị Trương Việt Công ơi, áo khoác kaki vàng. Áo dạ này đẹp quá toàn rồi đẹp quá mà toàn say nhỏ. Ok chị Ngọc Trang hai quần giống nhau. Ok chị Ngọc Trang nào, chị lấy cho bé bao nhiêu cân chị Ngọc Trang ơi? Áo khoác dạ này 99k từ 7 đến 30 cân nhá. Chị Hà Luyến ơi, áo khoác dạ này từ 7 đến 28 cân có luôn chị Trần Huỳnh ơi. Quần có 28 cân chị Trần Huỳnh nhá. Quần này có 28 cân luôn chị Trần Huỳnh ơi. Quần này có 28 cân, quần bò 9 cân mặc nhỏ hơn một xíu nữa chị Thắm Trần nhá. Quần bò này có 28 cân ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Chị lấy hai quần cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Chị lấy hai quần cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Rồi ok, áo khoác dạ bò cho bé 10 cân chị Phạm Thị Xuân Giang cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Phạm Thị Xuân Giang cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác kaki. Rồi ok, chị Hồng Trần cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị ơi chị rồi ok Hồng Trần nhá, cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ để em lên đơn chị luôn nào. Áo khoác quần bò 18 cân chị Nạc Lê Gia ơi, chị Nạc Lê Gia cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Áo đin cả trai cả gái đều mặc được nào. Đây là áo khoác kaki từ 15 đến 25 cân nhá. Áo khoác kaki vàng 130 một áo đấy, y như hình luôn nhá. Kaki vàng đẹp 130 một áo nha, đủ size từ 7 từ 10 từ 15 đến 25 cân. Đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. Quần bò này 101 một quần ạ. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k. Ok chị Ngọc Trang cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Quần bò 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k một quần thôi. Hết ra lộn rồi Ngọc. Ngọc Lê ơi, ok chị Trương Tú Bình nhá. Chị Trương Tú Bình nào cho em xin đầy đủ địa chỉ. Áo dạ 99k chị ơi. Chị Phạm Thị Xuân Giang ơi 99k nhá. Một áo bò cho bé 8 cân rồi. Áo khoác phao thì bên em sẽ kiểm tra cho mình. Áo khoác phao hiện tại em bên em đã hết rồi. Áo khoác kaki đã không còn màu khác. Quần có size 16 cân nhá mẹ. Sương Mai ơi, quần có size 16 cân, quần 17 cân của ạ. Quần này đủ size từ 7 đến 28 cân nhá. Quần này đủ size từ 7 đến 28 cân. 101 một quần, mẹ nào mua hai quần giảm giá luôn 99k một quần thôi. Ok chị Ngọc Trinh lấy hai quần bò 17 cân. Ok chị Ngọc Trinh cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào Ngọc Trinh ơi. Phạm Thị Xuân Giang ơi, 10 cân quần bò 10 cân có luôn nhá. Phạm Thị Xuân Giang đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị Trần Huỳnh cho em xin đầy đủ số điện thoại 28 cân có nhá. Trần Quỳnh ơi cho em xin đầy đủ số điện thoại. Kaki vàng ok, chốt cho kaki vàng Trương Việt Đông ạ. Rồi mẹ nào đặt quần này cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Ok chị Bình Cu Te Phạm lấy thêm một áo dạ 9 cân nữa được free ship nhá. Chị Bình Cu Te Phạm được miễn phí ship về tận nhà rồi ạ.
Ok chị Phường Trần, ok trước chị Hương Trần ạ. Ok chị Hương Trần, áo khoác kaki chỉ còn đúng một màu vàng thôi. Quần này cả nam cả nữ đều mặc được ạ. 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nhá. Chất bò dày dặn, co giãn và không phai màu. Quần này 25kg mặc ok luôn nhá. Vivi ơi, nhà em vừa về size đủ size từ 7-28 cân ạ. Hàng vừa về luôn nhá. Đủ size từ 7-28 cân ạ. 101 một quần, mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. 101 một quần nhá. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k. Rồi ok chị Bình Cô Tê Phạm, rồi ok chị nhá. Rồi mẹ nào đặt quần này nhanh tay giùm em. Áo khoác bò đủ size từ 7-26 cân ạ. Áo khoác bò đủ size, dạ không đội. Áo khoác hiện tại em đã giảm kịch sàn rồi ạ. Không dám nổi được nữa rồi. Áo khoác bò này không có lãi luôn rồi. Ok chị Phạm Nam nào, áo khoác một áo khoác bò một quần bò cho bé 21 cân. Chị Phạm Nam cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Phạm Nam ơi. Quần bò 13 cân đúng không ạ? Áo dạ 15 cân, chị Đặng Phước Thùy Linh cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Đặng Phước Thùy Linh ơi. Rồi ok chị Diệp Pham ơi, chị Diệp Pham rồi ok, chị Diệp Pham dồn đơn cho chị Diệp Pham giùm em. Rồi ok ạ, 28 cân áo khoác dạ còn nhá. Rồi ok chị Thanh Dung cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Thanh Dung, chị xin phụ cho em mẹ Ken với. Rồi ok nào, Trinh Lý Lê Trương cho em xin đầy đủ số điện thoại chị, áo khoác dạ 12 cân nhiều quá em không thể kiểm soát nổi. Ok hai quần rồi ok, hai quần này chị Sương Mai ơi, hai quần hai màu thôi ạ. Đúng rồi chị ơi. Các mẹ ơi cho em xin đầy đủ số điện thoại chỉ nhá. Hiện tại comment đang trôi rất là nhanh, em không đọc hết được. Ok chị Nạc Lê Gia nào, chị Nạc Lê Gia cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Áo khoác bò cho bé 13 cân. Ok chị Minh Quyết Vũ nhá. Comment đang trôi rất là nhanh. Các mẹ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ đầy đủ để em chốt nhá. Rồi ok, quần bò 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nhá. 101 một quần ạ. Mẹ nào mua hai quần giảm giá còn 99k đi ạ. Rồi ok, chờ em tí em lên bộ rồi đây. Áo khoác bò này với giá là 130 một áo khoác bò đấy ạ. 130 một áo khoác bò nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. 29 cân không còn ạ. 130 một áo khoác bò, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Áo khoác dạ này xá với giá là 99k một áo khoác dạ nào. 99k một áo khoác dạ nhá. Chị bé Ngoan ơi, áo khoác dạ còn hôm nay xá với giá 99k thôi. Rồi ok chị Nội Vina nào, cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Chị Trương Tú Bình ơi, chờ em 2 phút nữa em đang đông khách quá, chờ đúng 2 phút nữa em nai bộ cho mình. Ok chị Hương có 25 cân quá luôn. Ok chị Phạm Nam cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Phạm Nam ơi. Chị Phạm Nam cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Ok chị Thanh Bùi cho em xin đầy đủ số điện thoại. Ok chị Vân Hải Đỗ cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Hai quần bò cho bé 20 cân. Ok chị Bin Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Chị Bin Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Hiện tại qua mần đang trôi rất nhanh nhá. Các mẹ đều đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Bin Nguyễn cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Áo khoác dạ này dưới giá là 99k một áo khoác dạ, 99k một áo khoác dạ nhá. Áo khoác dạ ép hàng xá với giá 99k chị Linh Thùy ơi. Bé từ 7-30 cân đủ size, em ở Hà Nội chị ơi. Rồi ok, chị lấy 6 áo khoác dạ, chị đặt hàng luôn cho em ạ. Lấy 6 áo khoác dạ đặt hàng luôn cho em nhá. Ok chị Mai Nina nào, nhanh tay giùm em ạ. Rồi ok chị Mai Nina, áo khoác dạ cho bé 14 cân một quần bò. Rồi ok ạ. Áo khoác dạ này xá với giá 99k một áo khoác dạ. Áo khoác dạ này ép hàng nhá. Chất dạ cực thích luôn ạ, mềm mại dễ chịu nha, mặc cực đẹp và phong cách luôn ạ. Xá với giá là 99k một áo khoác dạ, cả trai cả gái đều mặc được, nhanh tay giùm em nhá. Rồi áo khoác bò cho bé 8 cân rồi ok chị ơi, chị Thanh ơi. Rồi ok chị Thanh Nguyễn đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Nãy em đặt áo dạ rồi ok chị bé Ngoan nhá. Áo khoác dạ đây ạ, áo khoác da màu nâu này còn từ 10-25 cân nhá. Áo khoác da Gucci màu nâu 130 một áo khoác da Gucci. Áo khoác da Gucci màu đen này nhà em còn từ 17-25 cân ạ. Áo khoác da màu đen này còn từ 17-25 cân. Chị Phạm Thị Huyền ơi, chờ em một phút nữa em lên bộ giờ cho chị đây. Ok chị Thanh Dung nhá. Ok chị Thanh Dung ở Nghệ An đây ạ. Áo khoác da Gucci màu nâu này nhà em đủ size từ 10-25 cân. Áo khoác da Gucci màu đen này còn từ 17-25 cân nhá. Xá với giá là 130 một áo khoác da thôi ạ. Áo khoác da Gucci dáng bomber luôn ạ. Chất da Gucci ạ, không bong không chóc luôn. Ok chị Huyền Thu nhá, cho em xin 32 ký em sau còn chị ơi. Rồi ok, hai quần bò chị Tuyết Phạm cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Chị Tuyết Hạ ơi, chị Nguyễn Lan ơi, 11 cân thì mặc size 3 hoặc size 4 nhá chị nhá. Ok nào, áo khoác da này xá với giá là 130 một áo đấy ạ. Da màu nâu này còn từ 7-10 cân, 18 cân màu đen. Ok chị Vivi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào Vivi ơi. Rồi áo khoác bò này bao nhiêu? Áo khoác bò là 130 một áo khoác bò nó lông nhá. Áo khoác bò nó lông cừu ạ. Áo
khoác bò nốt lông cừu nhân tạo nhá. Xào với giá 130 một áo khoác bò nốt lông cừu nhân tạo đi ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo khoác bò nốt lông cừu nhân tạo đây các mẹ nhanh tay giùm em. Xào với giá là 130 một áo khoác bò nốt lông cừu đi ạ. Lông cừu nhân tạo nhá. Rồi mẹ đặt áo khoác bò nhanh tay giùm em. Hiện tại em còn đúng 15 cái áo khoác bò thôi. Mẹ nào đặt trước em chốt trước nhá. Còn đúng 15 cái áo khoác bò thôi ạ. Mẹ nào đặt trước em chốt trước đi ạ. Áo khoác bò nốt lông cừu nhân tạo. Áo khoác kaki chỉ còn đúng màu vàng thôi. Chị Hiệp Thu lấy 2 quần bò 25 cân cho em, xin đầy đủ địa chỉ giùm em. À, rồi ok chị Trúc Linh ơi, chị đặt lại cho em để bên em kiểm tra lại, tại vì đơn lúc nào cũng lỗi do hệ thống đấy ạ. Chị Trúc Linh ghi lại cho em địa chỉ và số điện thoại nào. Ok chị Hiệp Thu cho em xin đầy đủ địa chỉ. Ok chị Phương Vũ, bé lớp 3 là bao nhiêu cân? Chị Hải Giang cho em xin cân nặng. Ok chị Nạc Nê Gia nhá. Rồi ok nào, áo da hồi đầu hết rồi chị ơi. Quần bò này cả trai cả gái đều mặc được. Áo khoác bò này có size 17 đến 20 cân. Chị Nguyễn Thị Quyên ơi, áo khoác bò này có size 17 và 20 cân nhá. Áo khoác bò này có size 17 và 20 cân. Chị Nguyễn Thị Quyên đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. À. Chị Hương Thi ơi, cả trai cả gái đều mặc được chị nhá. Rồi ok chị Thanh Thủy nào, áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân. Dạ không đâu chị Kim Tuyết Kim nhá. Áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân ạ. Áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân nhá. Hiện tại em còn đúng 15 cái ạ. Mẹ nào đặt áo khoác bò trước em chốt trước nhá. Rồi quần bò này 101 một quần ạ. Mẹ nào đặt 2 quần giảm giá còn 99k. Rồi ok, áo khoác bò 16 và 14 ký có chị Ngân Trần Ngân nhá. Chị Trần Ngân ơi, 26 và 14 ký vừa đẹp luôn ạ. Chị Trần Ngân ơi, chị lấy mẫu gì chị ghi rõ giùm em ạ. Cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại ạ. Chị Hoài Anh ơi, 25 ký mặc ok luôn ạ. Chị Hoài Anh ơi, 25 ký mặc ok nhá. Chị Kim Sa ơi, quần bò là 101 một quần ạ. Mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k nhá. Size từ 7 đến 28 cân ạ. 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k đấy ạ. 101 một quần nhá. Mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k nhá. 99k một quần đấy ạ. Chị Ngân Trần ơi, chị Trần Ngân đặt hàng cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nhá. Rồi ok ạ. Rồi áo khoác quần jean mặc 9 ký vừa không? Chị Huỳnh Nam ơi, quần jean mặc 9 ký mặc đẹp luôn chị Huỳnh Nam nhá. Từ 7 đến 28 ký đủ size, chị Huỳnh Nam đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Ok nhá. Ok chị Đinh thôi nhá. Rồi ok ạ. Rồi ok chị Tuyết, chị Phúc Tuyền nào, chị nhắn tin cho em để bên em kiểm tra chị Phúc Tuyền nhá. Rồi chị Đinh thôi cho em xin áo bò nốt lông 130. Ok đúng rồi. Chị Thảo Nguyễn ơi, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Áo có 15, áo 25 cân có chị Thanh Thủy nhá, có 25 cân đi ạ. Áo quần bò này không được nốt lông đâu chị ơi, quần bò này là quần bò bình thường thôi ạ. Quần bò như quần bò của các chị vậy thôi. Quần bò này là chất bò dày dặn co giãn và không phai màu. Ok chị Đinh thôi cho em xin đầy đủ số điện thoại. Quần bò 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k một quần nhá. Quần bò 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k. Chị Nguyễn Nhi ơi, chị đặt mẫu gì ạ? Ship 30k toàn quốc chị Nguyễn Nhi nhá. Rồi bộ bò Gucci đi ạ, mẹ nào vừa hỏi bộ đi ạ. Rất là nhiều mẹ hỏi bộ nhá, em sẽ nai bộ cho các mẹ đi ạ. Rất là nhiều mẹ hỏi bộ thì em sẽ nai bộ nhá. Bộ bò Gucci này em sẽ xả với giá 150 một bộ thôi ạ. 350 xả 150 nhá. Bộ bò Gucci này 350 xả 150 đấy ạ. Cả trai cả gái đều mặc được nhá. Bộ bò Gucci này thì cả trai cả gái đều mặc được luôn ạ. 150 một bộ bò Gucci, mẹ là đặt nhanh tay giùm em. Chị Nguyễn Thị Khuyên mình đặt cho bé rồi. Ok chị Nguyễn Thị Khuyên ở Hà Nội nhá. Rồi bộ bò Gucci này cả trai cả gái đều mặc được ạ. À. Em đang xả với giá là 150 một bộ bò Gucci từ 7 đến 28 cân nhá. 150 một bộ bò Gucci từ 7 đến 28 cân ạ. À. Từ 7 đến 28 cân nhá. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. À. Từ 7 đến 28 cân, hai áo. Dạ không đâu chị Trần Ngân ơi, em đang xả rẻ rồi chị Trần Ngân ạ. À. Có 130 một áo khoác nốt lông cừu thôi ạ. À. Áo một chị Trần Ngân ơi, 130 một áo khoác nốt lông cừu nhá. Em lấy hai bộ Gucci nha. Ok chị Trương Tú Bình cho em xin đầy đủ số điện thoại đi chị ạ. À. Hai bộ rồi ok chị nhá. Chị lấy 4 bộ luôn đúng không ạ? Chị lấy 4 bộ Gucci cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. À. Bộ Gucci này xả với giá 150 một bộ nhá. Rồi ạ, mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ nào, chị Trương Tú Bình cho em xin đầy đủ số điện thoại đi chị nào. Ok chị Trương Tú Bình nha. Rồi ok chị Trần Tú Bình nhá. Chị Trần Ngân ơi, em hai áo đã em đã xả rất rẻ rồi vì là áo khoác này được nốt lông cừu nhân tạo chị Trần Ngân nhá. Chị đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị luôn ạ, tại vì cũng gần hết rồi. Ok chị Mai Hoa nào.
nào quần bò cho bé 23 cân có chị ơi. Chị Mai Hoa ơi, chị đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị nào. Chị Mai Hoa lấy một quần hay hai quần ạ? À? Một quần là 101, mẹ nào lấy hai quần em sẽ giảm giá còn 99k nhá. Ok chị Thanh Thủy, áo khoác da cho bé 24 cân. Ok chị nào, chị lấy hai quần cho em xin đầy đủ số điện thoại chị nào. Chị Sương Mai lấy bộ 16 cân, chị Sương Mai cho em xin đầy đủ số điện thoại chị nào. Chị Sương Mai chốt đơn cho chị Trần Tú Bình ạ. À. Chốt đơn cho chị Trần Tú Bình hai bộ bò nhá. Nồi áo bò 25kg có chị ơi. Áo bò này có 25kg đây chị ơi. Áo bò này có 25kg nào. Ok chị Thái Hà ơi, chị nhắn tin cho em để em kiểm tra đơn của mình nhá. Hoặc là chị đặt lại một đơn cho em ạ. À. Tại vì là đôi lúc nào nó cũng bị. Rồi ok nào, áo khoác dạ quần chị bé Ngoan ơi. Áo khoác dạ quần nào vừa em bên này, hai áo khoác bò xanh. Rồi ok chị Hương Võ, cho em xin đầy đủ địa chỉ chị Hương Võ nhá. Rồi ok chị lấy 3 bộ 20, 26 và 28 cân. Ok chị Phạm Thị Huyền nào, chị lấy 3 bộ bò Gucci, chị cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi ok chị Sương Mai nào, ok Sương Mai quần bò này không có 32kg, quần bò này đến 28kg thôi ạ. À. Áo khoác da bao nhiêu vậy, chờ em một tí nhá. Bộ bò Gucci này 150 một bộ, em đang xả cực rẻ, mẹ nào nhanh tay em chốt luôn. Ok chị Hường Phạm ơi, quần bò này 21 cân mặc đẹp chị Hường Phạm nhá. Chị Hường Phạm ơi mặc đẹp luôn ạ. À. Nhà em đủ size từ 7 đến 28 cân. Chị Hường Phạm đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Ok chị Huỳnh Nan ở Huế nào. Ok chốt Huỳnh Nan ở Huế nhá. Quần bò màu xanh đồ ok ạ. À. Quần bò 3 tuổi 16kg mặc đẹp nhá chị. Thăng Trần ơi, quần bò nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị quần bò ơi. Chị Thăng Trần ơi, đủ 16kg nhà em có mẫu đủ mẫu hết ạ. À. Các mẹ đặt nhanh giùm em nhá. Bởi vì nào mẫu nhà em hiện tại đã gần hết rồi ạ. À. Chị Thăng Trần đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Phạm Thị Huyền cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ. Chị Hương Võ cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. À. Bộ bò Gucci này với giá 150 một bộ nhá. 350 em đang xả với giá 150 đấy ạ. Chị Mai Hoa ơi, chị lấy một quần là 101, lấy hai quần là sẽ 99k nhá. Rồi áo bò cho bé gái 103 chị Nò Thị Mận Dân ơi. Chị Trần Ngân nào, hai áo bò nón nôn nông 26 cân và 14 cân. Rồi ok cho chị ở Đồng Nai, chị Trần Ngân ở Đồng Nai nhá. Rồi ok chị Hương Võ ở Việt gì đấy ạ? Chị Phạm Thị Huyền nào, chị lấy đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi ok cho em một bộ bò cu 18kg. Rồi ok chị Nguyễn Việt lấy màu gì ghi rõ giùm em đi ạ. Quần bò có 18 cân ạ. Quần bò này có 18 cân nhá. Quần bò này đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân ạ. Chị Nò Thị Dẫn ơi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Chị Phạm Thị Huyền chốt 3 bộ bò Gucci giùm em ở Đắk Lắk nhá. Chốt cho Phạm Thị Huyền ở Đắk Lắk 3 bộ bò Gucci ạ. Rồi ok nào, chị lấy 6 bộ đúng không ạ? Chị lấy 6 bộ bò Gucci cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Lấy 6 bộ bò Gucci cho em xin đầy đủ số điện thoại chị nhá. À, bộ bò Gucci này chỉ rú size từ 7 đến 28 cân. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em. Chị Thị Hoàng nào, chị Thu Hoàng ạ. À. 20 cân chị ơi, 20 cân chị đang hỏi mẫu gì ghi rõ màu giùm em. 3 bộ màu xanh luôn. Ok chị Phạm Thị Huyền lấy 3 bộ giống nhau. 3 bộ màu xanh giống nhau. Ok áo khoác phao áo khoác dạ chị ơi, quần bò này 101 một quần, mẹ nào mua hai quần xả 99k nha. Ok chị Phạm Thị Huyền nào. Áo khoác bò này xả với giá 130 một áo khoác bò đấy ạ. Hết rồi chị Thái Hà ơi. Áo khoác bò này 130 một áo khoác bò, đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. 130 đề một. Chị ơi nhỏ nhất là 7 cân ạ. Hiện tại muộn rồi em không lấy từng mẫu cho mình đâu đâu Hoàn Lan ơi. Không. Đúng rồi ạ, đơn hàng được 500k được miễn phí ship nào, lấy 3 bộ là bao nhiêu nhỉ? 3 bộ đã được một. 3 bộ là 450 chị. 3 bộ thì mới được 450 thôi chị Phạm Thị Huyền ơi, chị chọn thêm một món nữa em miễn ship về tận nhà luôn nhá. Ok, bộ Gucci là 150 chị ơi. Bộ Gucci này 350 em đang giảm còn 150 thôi ạ. Bộ Gucci này 150 một bộ nhá. Chị Hạt Cát ơi 150 một bộ đi ạ. Chị Nguyễn Thị Thủy An ơi 150 em lấy áo bò. Ok chị Nguyễn Hiền nào, áo bò đặt màu gì ghi rõ rồi em lấy hai bộ 17 cân. Chị Sương Mai chốt hai bộ luôn rồi. Ok chị Sương Mai hai bộ hai màu phải không ạ? Rồi ok đây ạ. Áo bò này xả với giá 130 một áo bò nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Áo bò xả 130. Tại vì nhà em xả sắp hết rồi nên các mẹ nhìn được con mầm đấy, con mầm rất là nhiều nhá. Hiện tại là hàng hóa đang sắp hết rồi ạ. Rồi ok nào, áo khoác dạ này xả 99k một áo khoác dạ nhá. Chị Nguyễn Huyền ơi, chị lấy áo khoác bò cho bé bao nhiêu cân ghi rõ giùm em. Rồi ok nào, có 9 cân chị ơi, có 9 cân chị Ngọc Quý nhá. Ok trước chị Mai Hoa ở Hải Phòng ạ. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị nào. Chị Ngọc Hân ơi, chị đặt mẫu gì chị ghi lại giùm em hoặc nhắn tin cho em để em kiểm tra lại nhá. Áo khoác bò đủ size từ 7 đến 26kg ạ. Áo khoác bò nhà em đủ size từ 7 đến 26kg nhá. Áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân chị Thủy An nhá. Áo khoác bò này đủ size từ 7 đến 26 cân ạ. Áo khoác phao em chỉ còn size từ 15 đến 25 cân thôi ạ.
Rồi áo bò cho bé 9 cân quá chị Ngọc Quý ơi. Áo khoác bò 9 cân nhỏ hơn một xíu nữa nhá chị nhá. Chị Ngọc Quý ơi, áo khoác bò 9 cân nhỏ hơn một xíu nữa, 130 một áo khoác bò nhá. Chị nhà em đủ size từ 7 đến 26 cân ạ. À. Áo khoác bò này không còn nhiều nên mẹ đã đặt hàng nhanh tay giùm em nhá. Áo khoác bò này giá với giá là 130 một áo khoác bò được lót lông cừu nhân tạo ạ. À. Áo khoác bò được lót lông cừu nhân tạo giá với giá 130 chị Hường Luna nhá. Áo khoác dạ này xá với giá 99k đi ạ. Áo khoác dạ ép hàng xá với giá 99k một áo khoác dạ ép hàng nhá. Áo khoác dạ ép hàng xá với giá 99k một áo khoác dạ ép hàng đi ạ. Chị Nguyễn Thị Thùy An lấy một áo khoác bò cho bé 19kg. Chị Nguyễn Thị Thùy An cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Nguyễn Thị Thùy An nhá. Chị Nguyễn Thị Thùy An cho em xin đầy đủ số điện thoại. Lấy hai áo khoác bò cho bé 13 và 18kg nha chị. Ok chị Minh Nguyệt Vũ cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Áo khoác màu xanh ok chị Thúy An cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ chị Thúy An ơi. Áo 21kg quá nha, chờ em tí áo khoác bò vào. Rồi ok ạ. Rồi ok 22 cân chị Nguyễn Hiền cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Nguyễn Hiền ơi. Chị Hoàng ạ, Hoàng Anh ơi. Chị Hoàng Anh ơi, chị Hoàng Anh ơi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Áo khoác bò 131 áo ok chị Huỳnh Lan lấy áo khoác bò đen dồn đơn. Rồi ok nào chị Hoàng Anh cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào Hoàng Anh ơi. Áo khoác bò 130 đủ size từ 7 đến 26 cân được lót lông cừu nhân tạo nhá. Được lót lông cừu nhân tạo chị Hiền Bùi lấy hai áo khoác phao này. Hoàng Nam lấy phao gì đây trời ơi. Chị Nguyễn Thủy An ơi, rồi ok chị Nguyễn Thủy An nhá, rồi ok nào chị thì chị thì Thu Hoài ạ, 20 cân rồi cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị thì Thu Hoài ơi. Mẹ đã đặt hàng gì cho em xin đầy đủ số điện thoại và địa chỉ nhá. Rồi bộ bò Gucci này 150 một bộ bò Gucci đấy ạ, 150 một bộ bò Gucci nhá. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. 150 một bộ bò Gucci đây các chị ơi, 150 một bộ bò Gucci nhá. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. 150 một bộ bò Gucci, áo khoác bò số 8 hay số 90, áo khoác bò 26 phân là số mấy đi? Số 8 thôi chị ơi, áo khoác bò chỉ đến số 8 thôi, số 9 không có đâu chị Thảo Hồ Thị ơi. Áo khoác bò nhà em đến số 8 thôi nhá. Rồi bộ bò Gucci này đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân. Bộ bò Gucci này thì có số 9 nhá. Bộ bò Gucci này thì có số 9 ạ. Bộ bò Gucci này giá với giá nào? Lấy cho chị thêm một bộ bò Gucci. Ok chị Phạm Thị Huyền là lấy mấy bộ? 4 bộ à? Lấy 4 bộ là được miễn ship rồi mẹ nhá. Ok miễn ship cho chị Phạm Thị Huyền lấy 4 bộ bò Gucci ạ. Rồi bộ bò Gucci này xả với giá là 150 một bộ bò Gucci ạ. 450 xả, 350 xả bột, xả còn 150 thôi ạ. Rồi ok chị Phạm Thị Huyền lấy 4 bộ bò Gucci ạ. Rồi ok nào. Chị Nguyễn Thị Thúy An ơi, cho bé 19 cân đúng không ạ? Quần jean cho bé 19 cân mặc đẹp luôn nhá. Chị Nguyễn Thị An ơi 19 cân quá ạ. Chị đặt màu gì ghi rõ giùm em ạ. Mẹ nào mua một quần bò xá với giá là 101 ạ. Mẹ nào mua hai quần là em giảm giá còn 99k một quần nhá. Rồi ok ạ, đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. Chị Hiền Bùi ơi, chị lấy áo khoác phao nhà em còn đúng màu xám thôi nhá. Áo khoác phao này còn đúng màu xám thôi ạ. Áo khoác phao này còn đúng màu xám thôi, từ 15 đến 26 cân nhá. Áo khoác phao này còn đúng màu xám thôi, từ 15 đến 26 cân ạ. Từ 15 đến 26 cân nhá. Áo khoác phao màu xám nào? Áo khoác phao màu xám này từ 15 đến 26 cân nhá. Áo khoác phao màu xám này từ 15 đến 26 cân ạ. Áo khoác phao này xả với giá là 150 một áo nhá. Rồi ok, mấy bộ bò Gucci xá 18 cân chị Bin Bin. Chị Bin Bin cho em xin đầy đủ địa chỉ chị Bin Bin nhá. Chị Thúy An ơi, rồi bé nhà mình 19 cân thì còn một mẫu này nữa đấy ạ. Quần bò kẻ nữa nhá. Quần bò 20 cân có chị ơi. Quần bò này 101 một quần ạ. Mẹ nào đặt hai quần xá còn 99k nhá. Quần từ 15 đến 28 cân ạ. Quần bò kẻ này còn từ 15 đến 28 cân. Chị Nguyễn Hiền cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Hai quần bò áo, hai áo khoác bò chị Minh Nhân Nguyễn cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Bé nhà mình bao nhiêu cân chị Minh Nhân Nguyễn ơi? Chị Minh Nhân Nguyễn ơi, bé nhà mình bao nhiêu cân ghi rõ giùm em. Lấy bộ bò Gucci 24 cân ok chị cắt hạt nhá. Cho em xin đầy đủ địa gì được đầy địa chỉ không ạ? Chị Minh Nhân Nguyễn ơi, bé nhà mình bao nhiêu cân ạ? Quần bò ké này xả với giá là 130 một quần. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nhá. Quần bò ké này thì xả với giá là 101 ạ. Mẹ nào đặt hai quần em giảm giá còn 99k một quần nhá. Quần này từ 15 đến 25 cân ạ. Quần bò này từ 15 đến 28 cân nhá. Quần bò này đủ 15 đến 28 cân ạ. Làm gì còn màu xanh? Hết rồi. Hết rồi, thôi hết rồi chị ơi, còn đúng một loại này thôi ạ. Quần bò này từ 7 đến 28 cân nhá. Quần bò này từ 7 đến 28 cân chị Phạm Thị Hiền nào. Rồi ok chị Phạm Thị Hiền, ok chị Phạm Thị Hiền luôn ạ. Rồi quần bò 9 cân của chị Lê
chị Vân Lê ơi, quần bò này có 9 cân nhá. Quần bò 9 cân thì nhỏ hơn một tí chị Nguyễn Vân Lê nhá. Nhà em đủ size đủ số cho các bé từ 7 đến 28, quần bò 101 một quần ạ. Mẹ nào đặt hai quần xá còn 99k. Áo khoác căng. Quần bò 24 cân chị Cát Hà ơi, quần bò 24 cân thì to hơn này nhá. Quần bò em đang cầm đây là tầm 13 cân ạ. Quần bò 24 cân thì to rất là to chị nhá, chị Cát Hà nhá. Nhà em đảm bảo đủ size đủ đúng số cho các mẹ nên các mẹ hoàn toàn yên tâm nhá. Các mẹ cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Bên em chọn đúng size đúng số làm mấy năm nay rồi nên yên tâm đi ạ. Chị Minh Nhật Nguyễn cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Áo len nhà em không còn đâu, áo len nhà em không còn nhá. Mẹ đặt mẫu gì đặt luôn cho em, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em đi ạ. Rồi ok, quần bò này 101 đủ size từ 7. Áo khoác phao 25kg. Chị Hiệp Thu ơi, quần màu xám thôi chị Hiệp Thu nhá. Quần màu xám thôi chị ạ. Rồi ok, chị Sông Đà nào, Sông Đà lấy một quần bò 9 cân. Chị Sông Đà ơi, một quần là 101 đấy nhá. Mua 2 quần mới được giảm rẻ đấy ạ. Mua 2 quần thì mới được giảm rẻ đấy chị ơi. Chị ơi, chị mua 2 quần mới được giảm rẻ nhá, chị Sông Đà nhá. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k một quần đấy ạ. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Dạ hết rồi chị Hạt, các đời nhà em hết bị cháy nhà, quần bò này năm nay các mẹ mua nhiều đang bị cháy liên tục ạ. Rồi mẹ nào đặt hàng đặt luôn cho em với quần nhá. Quần này hiện tại em còn đúng 12 cái đấy ạ. 13 cái nữa nhá, mẹ nào đặt quần đặt luôn cho em ạ. Rồi áo khoác bò xá với giá là 131 áo khoác bò đấy ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ok chị Bin Bin ở Bình Định nhá. 131 áo khoác bò đấy ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. 131 áo khoác bò nhá. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. 131 áo khoác bò nào. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Rồi ok ok chị Huỳnh Lan, nếu mà chị muốn gọi thì bên em sẽ gọi cho mình. Ok chị Hương Vũ ở Quảng Trị nhá. Quần bò này xả với giá 131 quần đi ạ. 131 áo nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ ạ. Áo khoác dạ xả với giá là 99k một áo khoác dạ. Chị Nguyễn Thị Thúy An lấy 2 quần 2 màu đúng không ạ? Chị Nguyễn Thúy An có cho em xin đầy đủ địa chỉ chị Nguyễn Thị Thúy An nhá. Rồi ok chị Nhật Nhân Nguyễn ở tỉnh Hà Tĩnh ạ. Rồi ok, áo khoác dạ này xả với giá 99k một áo khoác dạ ép hàn đi ạ. Áo khoác dạ ép hàn này xả với giá 99k lên một áo nhá. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay cho cả bạn trai bạn gái nào. Chị Nguyễn Thúy An cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Quần bộ cho bé 9kg không ạ? Chị Sông Đà ơi có nhá. Bộ bò này nhà em thì còn tầm 10 bộ nữa thôi ạ. Còn gần chục bộ nữa thôi. Rồi ok ạ, ok chị Hiền Thu nhá. Rồi đủ size đủ số từ 7 đến 28 cân. Bộ bò Gucci này em đang xả với giá 150 một bộ đi ạ. Bộ bò Gucci này đủ size từ 7 đến 28 cân ạ. Bộ bò Gucci 150 một bộ bò nhá. Cực đẹp luôn ạ. Bộ bò Gucci 150 một bộ nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. 150 một bộ đi ạ. Rồi ok chị Nguyễn Thị An dồn đơn cho chị nhá. Rồi ok, bộ bò này 150 em bán 350 nhá. Hôm nay em còn 10 bộ nữa em xả nốt là còn 150 thôi ạ. Còn đúng 150 mẹ nào lấy trước em chỗ trước. Chị lấy 2 bộ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Chị lấy 2 bộ cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chất bò mềm mại co giãn và không phai màu nhá các chị nhá. Chất bò mềm mại co giãn và không phai màu ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Còn mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em ạ. Mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em nhá. Mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em. Mẹ đặt mẫu nào đặt luôn. Lấy một bộ xanh 9 cân. Ok chị Sông Đà cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Bộ này đủ size từ 7 đến 28kg luôn nhá. Rồi ok chị lấy cho em 2 bộ màu xám. Rồi ok, lấy 2 bộ màu xám đúng không ạ. Ok cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Hôm nay nhà em đây là bộ này thì về chỉ rất là ít thôi, nên là mẹ nào đặt trước em chốt trước nhá. Đây là hàng Gucci theo ạ. Hàng Gucci theo nhá. Nó sẽ rất là ít ạ. Nó sẽ rất là ít thôi ạ. Theo này là theo thủ công nó sẽ rất là ít thôi, nên là các mẹ nhanh tay giùm em. Lấy một bộ Gucci 19 cân. Rồi ok chị Nguyễn Thúy An ạ. Ok chị Nguyễn Thúy An lấy thêm một bộ đúng không ạ. Rồi ok ạ, chị Sông Đà cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi đây áo khoác da này. Áo khoác da màu nâu này còn từ 10 đến 25 cân. Áo khoác da màu đen này còn từ 17 đến 25 cân nhá. Áo khoác da này em xả với giá 131 áo khoác da đi ạ. Xả với giá là 131 áo khoác da, mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em nhá. Xả với giá là 131 áo khoác da đi ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Chị Bin Bin bộ Gucci 18 cân rồi ok chị Bin Bin nhá. Chị Bin Bin bộ Gucci 18 cân ok Bin Bin ạ. Rồi mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Rồi Bin Bin có đầy đủ. Rồi ok, áo khoác da Gucci ạ. Đây là áo khoác da Gucci đấy chị ơi. Áo khoác da này chị ơi, dáng này bomber cả trai cả gái đều mặc được đấy ạ. Dáng này là dáng bomber cả trai cả gái đều mặc được nhá.
áo khoác lin màu xanh nhé. Ok chị Thủy nên còn có thiếu đầy đủ số điện thoại chị, cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. À, rồi mẹ nào đấy hai bộ quần Gucci luôn đúng không ạ? Hai bộ một bộ xanh, một bộ màu xám cho bé 17 cân. Ok chị nhá. Áo khoác này đủ size đủ số, từ áo khoác màu xanh này từ 10 đến 25 cân nhá, đặt hàng luôn cho em ạ. Rồi ok chị Huỳnh Nam nào. Còn nào mẹ nào hỏi mẫu nào mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em ạ. Mẹ nào hỏi mẫu nào đặt luôn cho em. Bộ bò Gucci này xả với giá là 150 một bộ bò Gucci nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Cả trai cả gái đều mặc được ạ. Cháu 23 kg, chị Bùi Văn Trung ơi, chị đặt cho bé bao nhiêu cân chị ghi rõ giùm em, chị Bùi Văn Trung nhá. Rồi ạ, áo khoác dạ này xả với giá 99k một áo khoác dạ đấy ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá, 99k một áo khoác dạ nhá. Hai màu hà xốp, ok đúng rồi, hai màu chị Cẩm Tú Nguyễn nhá. Rồi đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào, mẹ nào hỏi mẫu nào thì hỏi luôn cho em ạ. Áo khoác dạ 99k. Áo khoác bò lót lông bộ 28 cân, chị Nguyễn Vinh ơi, chị lấy bộ màu gì và cho em xin đầy đủ địa chỉ giùm em nhá. Chị Nguyễn Vinh cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Áo khoác bò được lót lông cừu nhân tạo xả với giá là 130 một áo nhá. 130 một áo khoác bò lót lông cừu nhân tạo đi ạ. Mẹ nào đặt hàng nhanh tay giùm em ạ. 28 cân vừa chị ơi, chị đang hỏi bộ bò đúng không ạ? Chị Bum Bum ơi, chị đang hỏi bộ bò hay bộ gì chị ghi rõ giùm em. Chị Nguyễn Minh ơi, chị cho em xin đầy đủ địa chỉ giùm em ạ. Áo khoác dạ, chị Bum Bum ơi, áo khoác dạ này đến 30 cân luôn chị nhá. Áo khoác dạ này nhà em có đủ size đến 30 cân, chị đặt mẫu gì cho bé chị ghi rõ giùm em ạ. Hôm nay em xả với giá 99k chị Bum Bum nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nào. Áo khoác dạ xả với giá 99k một áo khoác dạ ép hàn đi ạ. Áo khoác dạ ép hàn xả với giá 99k một áo khoác dạ ép hàn nhá. Dạ chị bố cô ơi, bên áo nào ạ? Áo này với giá là 130 một áo đấy chị ơi. Đây ạ. 130 một áo đây chị bố cô nhá. Xem quần bò cho bé trai 22 cân. Quần bò này nhà em có đủ size từ 7 đến 28 cân chị Phương Bảo nhá. Quần bò này đủ size từ 7 đến 28 cân chị Phương Bảo nào. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số. Chị Ní Mary cho mình một áo khoác da màu. Rồi ok 20 cân. Ok chị Ní Mary cho em xin đầy đủ địa chỉ nào. Chị Mí Mary nhá. Rồi quần bò này 101 một quần. Mẹ đã đặt 2 quần em sẽ giảm giá còn 99k một quần nhá. Mẹ đã đặt 2 quần em sẽ giảm giá còn 99k một quần thôi ạ. Được kiểm tra hàng trước nhá chị Thủy An nhá. Rồi ok quần bò áo. Rồi ok chị Mai Hoa nào. Mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số thôi chị ạ. Còn mẹ nào hỏi mẫu nào hỏi luôn cho em. Chị Phương Bảo ơi, 101 một quần ạ. Mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k nhá. 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần giảm giá còn 99k. Quần bò này chất bò dày dặn co giãn và không phai màu ạ. Mua 2 quần thì sẽ được giảm giá còn 99k một quần thôi ạ. Rồi còn mẹ nào đặt mẫu nào đặt luôn cho em nhá. Rồi ok chị Hoa Hướng Dương nào, em chào chị. Rồi ok nào, một áo bò là 130 một áo nhá. 130 một áo bò đấy ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Bộ bò 23 cân, ok chị Bùi Văn Trung ạ. Bùi Văn Trung cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Chị Bùi Văn Trung ơi, chị bố cu cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá, bố cu ơi. Rồi chị Bùi Văn Trung cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào. Ok chị Nguyễn Vinh nhá. Rồi ok đây ạ, đây nào, bộ bò Gucci từ 7 đến 28 cân nhá. Bộ bò Gucci từ 7 đến 28 cân ạ. Mua 5 quần mới được miễn phí ship chị Phương Bảo nhá. Rồi đặt hàng cho em xin đồ ok ở Đà Nẵng, Nguyễn Vinh ở Đà Nẵng ạ. Chị Bùi Văn Trung ơi, chị lấy bộ bò màu gì cho em ghi rõ giùm em nhá. Có màu xanh và màu xám, mình ghi rõ màu giùm em ạ. Màu xanh và màu xám, chị Sông Đà ở Bưu Điện Bình Định đó. Ok chị Sông Đà, chốt Sông Đà rồi ạ. Rồi ok nào, bộ bò Gucci này đủ size từ 7 đến 28 cân nhá. Đồ bộ bò Gucci đủ size từ 7 đến 28 cân đi ạ. Bộ bò Gucci nào chất bò mềm mại co giãn và không phai màu nhá. Chất bò mềm mại co giãn và không phai màu đi ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại, đủ size từ 7 đến 28 cân nhá. Đủ size từ 7 đến 28 cân đi ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại được không ạ? Mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu gì đặt luôn cho em nhá. Còn mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ được không ạ? Mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ nhá. Rồi ok nào, quần bò này với giá là 101 một quần, mẹ nào quần này quá chị ơi. 101 một quần, mẹ nào mua 2 quần em giảm giá còn 99k một quần nhá. Mua 5 quần thì sẽ được miễn ship toàn quốc ạ. Mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu gì đặt luôn cho em nào. Mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em, mẹ đặt mẫu gì đặt luôn cho em nhá. Nếu không còn mẹ nào hỏi mẫu gì đặt mẫu gì thì em cho mình 3 quần rồi. Ô,
làm sao có ba màu khác nhau được chị ơi, ba quần khác nhau. Chị Phương Bảo ơi, nhà em chỉ có hai màu, màu đen và màu xanh thôi chị Phương Bảo ơi. Rồi chị Bé Non ơi, em lấy màu be cho sáng nhất. Chị Bé Non ngoan nhá. Ok chị Bé ngoan. Ok Bùi Văn Trung cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Bùi Văn Trung nhá. Chị Bố Cu cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Bộ bùa này xả với giá là 150 một bộ chị ơi, 350 đang xả với 150 một bộ thôi nhá. Áo khoác da 10 cân quần màu nâu thôi ạ. Áo khoác da 10 cân quần màu nâu thôi chị Trần Uyên nhá. Áo khoác da 10 cân này chỉ còn màu nâu thôi chị ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá chị Trần Uyên nhá. Bộ bùa này xả với giá là 130 một bộ, 150 một bộ bùa chị. Mỹ Kim Phạm ơi, 150 một bộ bùa đẹp. Một bộ bùa Gucci, một áo khoác bùa và hai quần bùa vẫn chưa được đúng chị nhỉ? Một bộ bùa Gucci, một một áo khoác bùa và hai quần bùa chưa được. Chưa được đâu chị Thủy An ơi, mình lấy thêm một sản phẩm nữa để em miễn siêu chị Thủy An nhá. Rồi đặt hàng ngon cho em ạ, 150 một bộ bùa đi ạ. 150 một bộ bùa, mẹ nào đặt nhanh hàng nhanh tay giùm em nhá. Bộ bùa Gucci này đủ size từ 7 đến 28 cân đi ạ. Đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Lấy hai bộ cho bé rồi, ok chị Bin Bin Nguyễn lấy hai bộ cho bé đúng không ạ? 14 và 20 cân chị đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Bin Bin ơi. Chị Bin Bin đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại cộng địa chỉ ạ. Chị Nguyễn Thanh Huyền ơi, nhà em có 150 một bộ thôi chị ơi, hôm nay là 350 xả 150 chị Bin Bin có rồi ạ. 150 hôm nay chỉ xả với giá 350 hôm nay xả với giá 150 một bộ nhá. Dạ quần bạn canh đang mặc là quần bạn canh đang mặc à chị ơi, quần bạn canh đang mặc là quần lấy hai bộ rồi ok chị, vậy là chị lấy hai bộ đúng không ạ? Một bộ 18 cân và một bộ 23 cân hả chị Bùi Văn Trung ơi? Chị Bùi Văn Trung có số điện thoại địa chỉ. Chị Bùi Văn Trung cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Rồi ạ. Rồi ok chị Sông Đà, ok chị Sông Đà yên tâm nhá. Dạ vâng chị bé ngoan ạ. Rồi à, quần bùa này 101 một quần ạ. Mẹ nào mua hai quần cho em xin đầy đủ số điện thoại. Hai quần là 99k. Bộ bùa xám 23 cân chị Mỹ Kim Phạm cho em xin đầy đủ số điện thoại chị ạ. Lấy thêm một bộ rồi ok chị Thúy An được miễn ship rồi này. Vậy là chị Thúy An ơi, chị Thúy An ơi, vậy là mình sẽ được miễn ship chị Thúy An nhá. Rồi ok nào, mẹ nào đặt hàng gì thì hỏi luôn cho em, mẹ nào đặt mẫu gì đặt luôn cho em. Ok chị Mỹ Kim Phạm cho em xin đầy đủ địa chỉ nhá. Rồi ok ạ, quần bò này không ạ, quần bò này quần bò thường áo cưới Hải Yến nhá. 101 một quần, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nhá. 101 một quần ạ, mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k nhá. Đặt hàng cho em xin đầy đủ cân nặng cộng số điện thoại nào. Còn mẹ nào hỏi mẫu nào, mẹ đặt mẫu nào đặt luôn cho em ạ. Mẹ nào hỏi lớp 5 là bao nhiêu cân, giọt Trần Giọt Lệ ơi. Rồi quần gen cho bé 10 cân mặc đẹp luôn chị ạ. Quần gen này cho bé 10 cân mặc đẹp luôn chị Vũ Thị Ngọc Tâm ơi, quần gen cho bé 10 cân thì ngắn hơn một xíu nhá và nhỏ hơn một xíu nhá chị Võ Thị Ngọc Tâm ơi. Quần jean này là 101 một quần ạ. Mẹ nào đặt hai quần thì em sẽ giảm giá còn 99k nhá. Chị Vũ Thị Ngọc Tâm nhá. Lớp 5 là bao nhiêu cân chị Trần Giọt Lệ ơi? Còn mẹ nào đặt mẫu gì, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em ạ. Áo da lộn hết rồi chị Hương Giang ơi. Hiện tại da lộn nhà em đã hết rồi ạ. Nhà em đang bị hết hàng, nhà em hiện tại đồ thu đông thì rất là nhanh hết ạ. Chị Võ Thị Ngọc Tâm ơi, chị đặt hàng nhanh đấy xỉ thì nhắn tin cho em đi ạ. Chị Võ Thị Ngọc Tâm ơi, chị đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại chị nhá. Quần bùa 101 một quần ạ. Mẹ nào mua hai quần em giảm giá còn 99k một quần nhá. Chị Võ Thị Ngọc Tâm cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nhá. Chị Võ Thị Ngọc Tâm nhá. Một quần là 101, còn mua hai quần là 99k một quần ạ. Nếu không có mẹ nào đặt mẫu gì, mẹ nào hỏi mẫu gì thì cho mình hai quần, một màu đen một màu xanh cho bé 22,5kg. Chị Phương Bảo cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ nào chị Phương Bảo ơi. Áo khoác kaki còn đúng màu vàng thôi ạ. Áo khoác kaki còn đúng màu vàng, còn từ 15 đến 25 cân đúng nhỉ? Còn từ 15 đến 25 cân nhá. Ok chị Mỹ Kim Phạm ạ. Chị ơi, áo khoác kaki này còn từ 15 đến 25 cân thôi ạ. Áo khoác kaki vàng này 130 được lót lông cừu nhân tạo bên trong nhá. Chị Phương Bảo cho em xin đầy đủ địa chỉ ạ. Rồi mẹ nào đặt hàng cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em nhá. Áo khoác kaki màu vàng này còn từ 15 đến 25 cân thôi ạ. Còn mẹ nào đặt mẫu gì đặt luôn cho em, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em nào. Mẹ nào đặt mẫu gì đặt luôn cho em, mẹ nào hỏi mẫu gì thì hỏi luôn cho em nhá. Nếu không có mẹ nào đặt mẫu gì em hỏi mẫu gì thì em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn, tại vì là
Hiện tại mẫu mã nhà em cũng đang sắp hết rồi ạ, nên là em sẽ nghỉ live để chốt đơn cho các mẹ nhá. Chị Phương bảo chị nhắn tin cho em địa chỉ qua Messenger để em chốt đơn sáng mai gửi sớm cho mình, chị Phương bảo nhá. Rồi ok nào, mẹ nào còn thiếu số điện thoại địa chỉ cho em xin đầy đủ số điện thoại địa chỉ vào Messenger giùm em. Rồi ok, cho em một áo bò non lông, ok chị của bố cu cho em xin đầy đủ địa chỉ vào Messenger giùm em nhá. Rồi mẹ nào đặt mẫu gì đặt luôn cho em ạ. Rồi ok ạ. Rồi nếu không có mẹ nào ngoài mẫu gì thì em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn nhá. Chị ơi, áo khoác phao còn đúng một áo khoác phao màu xám này thôi ạ. À. Áo khoác phao màu xám này còn từ 15 đến 26 cân nhá. Áo khoác phao màu xám này còn từ 15 đến 26 cân. Chị Hứa Thị Hương ơi, bé nhà mình chị lấy áo khoác phao màu xám này thì chị cho em xin đầy đủ số điện thoại để chỉ vào tin nhắn nhá. Rồi ok, 10 tuổi là bao nhiêu cân chị không tên ơi. Rồi ạ, à, nếu không có mẹ nào ngoài mẫu gì thì em xin phép là nghỉ nay để chốt đơn cho các mẹ nhá. Rồi ok, em chào các mẹ ạ.